Trong tình cảnh mà bà con vùng hạn mặn miền Tây cho rằng nước ngọt quý hơn vàng như hiện nay, sự dốc lòng giúp đỡ của vợ chồng anh Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là vô cùng quý báu. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nói về những hành động hỗ trợ của vợ chồng ông Dũng lò vôi. Thực hiện lời hứa với Bí thư Tỉnh ủy và người dân tỉnh Bến Tre, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng đã lắp đặt, vận hành, thử nghiệm thành công hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt có công suất lớn để sớm giúp bà con vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre có nguồn nước ngọt ổn định sinh hoạt. Trong vòng chưa được một tuần lễ, hệ thống lọc nước mặn theo phương pháp thẩm thấu ngược RO bằng công nghệ của Mỹ đã được vợ chồng ông Dũng lò vôi lắp ráp và chạy thử nghiệm thành công tại biển nhân tạo Đại Nam trong chiều ngày 25 tháng 3. Với công suất 65 mét khối trên giờ, hệ thống này đã lọc thành công nước biển có độ mặn 7 gram trên lít thành nước ngọt tinh khiết có chất lượng tương đương nước suối đóng chai. Tình hình là nhân dân của mình ở tại tỉnh Bến Tre cũng là khó khăn, mình nghĩ mình cố gắng làm được cái gì đó để giúp cho nhân dân của mình, đặc biệt là đồng bào của miền Tây trong lúc khó khăn này. Một giọt nước lúc này nó quý bằng cả một ao nước như bình thường. Nên là tối đó tôi có bàn với vợ tôi và bà xã tôi cũng ủng hộ hoàn toàn, là chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có thể có được, cho mình làm hết những gì có thể để chia sẻ cái khó khăn cho nhân dân của miền Tây trong lúc này. Tôi quyết định đặt liền 10.000 cái canh nhựa để giúp cho đồng bào mình có cái canh nhựa mà để vừa đi lấy về, mà nếu mình nhiều canh nhựa thì mình dùng để dự trữ, để có để luân phiên, để có cái dự trữ nước ở nhà. Cái thứ hai á, là tôi cho liền 2 chiếc xe, mỗi chiếc 16 mét khối nước chở một lần là xe 8 khối và xuống để chở giúp liền và lấy nước từ đây đi, và xong là xuống cái đó lấy nước từ các cái tàu hải quân rồi tàu của trên Bình Dương chở xuống để giúp, rồi tàu nước từ thành phố Hồ Chí Minh và kể cả quân khu 7 và quân khu 9. Thì chúng tôi cứ xe túc trực ở dưới đó 24/24 và giao lại cho mặt trận, cho cái ban điều độ dưới đó điều động xe để phục vụ, và tất cả chi phí tôi lo. Nên đồng bào mình rất là khó, cây cối thì không có thu hoạch được về nông nghiệp, còn lại thêm là không có nước uống được. Một khối nước ở dưới đó là 200-300 ngàn một khối. Tuy là mình ở xa nhưng cái tấm lòng mình không ở xa. Phải nói là nhân dân mà cầm được cái can nước lên, họ mừng lắm. Họ giống như đôi mắt của họ cười lên được. Mình thấy là mình cảm thấy là mình làm là rất là xứng đáng. Coi như đây là một bổn phận, kể cả giống như trách nhiệm của mình được chia sẻ với bà con, với nhân dân. Và riêng ở Bến Tre thì chúng tôi hiện nay có ba xe bồn lớn ở đó thì chở nước thường trực suốt ngày đêm để phục vụ cho nhân dân. Và đồng thời là chúng tôi đang nghiên cứu cái hệ thống máy ở đây để chúng tôi đặt ở các cái nhà máy nước và đặt ở các cái điểm cần lấy nước trong cái đường ống dùng nước nhiễm mặn. Thì cái vị trí của nhà máy nước đó, ví dụ độ mặn của nó dưới 10 thì chúng tôi lắp cái mô đun dưới 10, và trên 10 nó từ 15-25 nó mặn dưới nước biển thì chúng tôi sẽ có cái mô đun của là cho nước biển. Phải nói một miếng nước lúc này, một cái canh nước lúc này nó thể hiện vừa cái tình nghĩa nhưng mà vừa sự chia sẻ, đặc biệt là trong lúc khó khăn dịch bệnh như thế này. Theo ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, năm nay tình hình hạn mặn đã diễn ra sớm và nghiêm trọng hơn cả thời điểm năm 2016. Từ giữa tháng 11 âm lịch năm 2019, hạn mặn đã xuất hiện làm ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế và đời sống của người dân, đặc biệt là bà con nông dân, đến mức nhiều người dân cho rằng nước ngọt còn quý hơn vàng. Mặc dù bà con nhân dân tỉnh Bến Tre đã chủ động ứng phó với hạn mặn, tuy nhiên năm nay độ mặn trên các con sông đã tăng lên đột biến, nên vấn đề xử lý nước nhiễm mặn theo phương pháp cũ kém khả thi. Nếu như các năm trước, độ mặn trên các sông chỉ ở mức 5-6 gram trên lít, thì năm nay lại tăng lên rất cao, trên 10 gram trên lít. Cá biệt có nhiều nơi lên đến 13-15 gram trên lít. Điều đó khiến cho nguồn nước sinh hoạt càng thêm khan hiếm. Việc quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc công ty Đại Nam của anh Dũng, chị Hằng đã chung tay hỗ trợ 10.000 can nhựa cho bà con chứa nước, đồng thời cho tỉnh mượn 3 xe bồn loại lớn dung tích 16 mét khối, túc trực ngày đêm để vận chuyển nước từ xà lan chở nước ngọt của Hải quân vùng 2 đến